Hello mọi người, hôm nay thì là một video đi nâng cấp và khắc phục sự cố dàn âm thanh ha. Hiện tại thì Huy đang có mặt ở tại Bình Phước để nâng cấp một cái cấu hình âm thanh cho anh khách ở đây. Thì xin mời mọi người theo Huy để xem cái cấu hình âm thanh hôm nay bên Huy sẽ nâng cấp là cái cấu hình như thế nào ha. Thì bên Huy là hiện tại là đang triển khai chương trình hỗ trợ nâng cấp và setup âm thanh. Thì nếu như anh em nào mà có nhu cầu nâng cấp hoặc là setup lên đời dàn âm thanh mới thì liên hệ ngay cho bên Huy theo số hotline với góc trái video ha. Đây là những cái sản phẩm mà bên Huy đã chuẩn bị chuyển xuống đây sẵn để nâng cấp cho anh khách này, gồm có một cặp xúc đôi và hai cục đẩy và loa và mixer. Thì lát nữa vô trong đó thì Huy sẽ giới thiệu chi tiết cho mọi người xem nhé. Dạ. Đây là anh khách hàng hôm nay sẽ lên đời và nâng cấp dàn âm thanh của mình. Ban nhạc Hoàng Điệp. Dạ, ban nhạc Hoàng Điệp ở Bình Phước. Đầu tiên thì mình sẽ lên đời hết cái dàn máy luôn cho anh khách, tháo hết toàn bộ thiết bị cũ ra. Cũ thì đang xài một con EV9900 và một con GP5200 và lọc và cốt cơ hết toàn bộ. Và đây là những cái thiết bị vào hôm nay bên Huy sẽ nâng cấp cho anh khách hàng tại Bình Phước nha. Thì đầu tiên là đây là nâng cấp lên một cặp súp hầm đôi 5 tấc rồi này. Súp mới hoàn toàn ha mọi người. Và đặc biệt là cấu hình dàn máy là đã lên đời 99% cái dàn máy rồi. Đây ạ. Đây thì toàn bộ là bên Huy đã thay hết ra, lắp vô những cái thiết bị mới. Thứ nhất là mixer CMS 1000, cái này là phiên bản cao cấp 2FX và quản lý nguồn điện chính hãng của Wonderfuel 802. Cái này thì sử dụng lại một bộ mic cũ của anh khách, có nghĩa là chỉ có bộ micro là sử dụng lại thôi, còn toàn bộ là thiết bị mới. Đây là cốt số 260, đẩy Cora K10 Plus, con này đánh full và đẩy 2800 đánh súp. Mọi người có thể thấy là full cái dàn máy mới. Cái tủ này là tủ mới luôn ha mọi người. Anh khách mới mua được 4-5 ngày gì thôi, tủ mới á. Rồi, và bên này là anh em đang tiến hành có nghĩa là cải tạo lại hết toàn bộ cái dàn loa, dàn array. Thì cái array thì hiện tại anh khách đang dùng rất là nhiều loại loa, có loa từ neo, loa từ thường và chép cũng vậy, có chép neo, chép thường. Đây mọi người có thể thấy này. Đây là cái loa array. Cái vỏ hình thức bên ngoài thì giống nhau thôi nhưng mà loa bên trong nó sẽ khác nhau ha mọi người. Đây là chép thường. Và bên này là chép neo. Và bát cũng vậy, bát anh sử dụng cả bát thường và cả bát neo luôn. Thì hiện tại thì bên Huy đang cho tháo ra hết, cải tạo lại hết toàn bộ hệ thống phân tần luôn. Thì đây là cái dòng phân tần VK215 mới là Huy đã có video review rồi. Thì cái dòng này nó có thể nó thích hợp được rất là nhiều loại loa, từ côn 100, côn 75 hoặc là loa từ neo. Thì nó khi mọi người gắn vô thì nó sẽ gần như là nó cân bằng lại hết cái chất âm luôn. Và đặc biệt là cái dòng này nó có cái chức năng chống cháy chép lên tới 95% ha. Thì hiện tại thì bên Huy sẽ cho cải tạo lại hết, thay hết lại một loạt phân tần luôn để cho nó đồng bộ với cái bát và chép. Thì khi mà cải tạo như vậy thì mọi người khi mà xét lên nguyên một dàn á, thì âm thanh nó sẽ hay, nó rõ và đặc biệt là nó cũng chống hú rất là tốt cho mọi người nha. Đó, bây giờ là anh em đang tiến hành thay. Đó. Thì gần như là mọi người thấy rồi, dàn tủ thiết bị là thay thế hết, chỉ giữ lại một bộ micro. Dàn loa thì cũng thay thế hết hệ thống phân tần, cũng là thay hết toàn bộ hệ thống phân tần, còn bát chép giữ nguyên. Còn súp thì nâng cấp lên súp mới hoàn toàn. Đó thì bây giờ mọi người đợi bên Huy lắp ráp xong rồi lát nữa sẽ test cho mọi người nghe xem là một cái cấu hình mà cái loa lộn xộn như vậy nhưng mà khi gắn cái phân tần mới xem nó có cân bằng được lại chất lượng âm thanh không nha. Cuối cùng thì cũng xong ha mọi người. Bắt đầu lắp loa lên. Ok. Một bên. Kiếm gì kê phía sau cho đứng lên luôn. Sau 2 giờ vật lộn thì bây giờ là anh khách đã có một bộ âm thanh mới rồi. Mọi người có thể thấy là cái cấu hình này khá là đẹp. 3 cặp array và một cặp súp hầm đôi 50 ha. Và dàn máy đã mới hoàn toàn rồi. Nói chung là bây giờ những anh em bạn bè hoặc là khách hàng mà đợt trước đã kêu sổ anh khách rồi mà bây giờ kêu lại là hoàn toàn là không có nhận ra cái cấu hình âm thanh này nữa rồi.
Đó, bây giờ 6 giờ 20 rồi, 6 giờ 20 tối rồi thì mọi người đợi bên Huy set up và nghe thử xem chất lượng của âm thanh nha. Bắt đầu lên nhạc ha mọi người. Mất điện. Nó nhảy CB đúng không? Nó nhảy CB rồi. Điện quá yếu. 177V. Mở súc vừa thôi. Giảm bớt súc lại. Lên căn pha rồi test mic đi. Súc mở vừa. Chắc là giờ cũng là giờ cao điểm. Giờ cao điểm đông người dùng. Ok. Liên tiếp. Điện yếu quá mình gào lớn nó bị bể cái tiếng ca. Y anh thấy nó bể không? Còn quan trọng sáu mấy này. Y L 165. Đây anh camera quay đây cho mọi người thấy này. Để bình thường là 170 nhé. Y 165. Hôm nay điện yếu cho nên là hát một bài nhạc mà nó trữ tình nhẹ nhàng một xíu. Thời gian cứ chậm lại, đừng giây phút sao quá dài. Để biết anh nhận ra mình cần em hơn. Tình yêu cứ thế nồng đầy trong ai từng ngày. Vì quá yêu em nên không thể làm gì cả. Chỉ cần ta mãi luôn dành cho nhau những trận. Rồi. Cắt điện. Để tôi thấy điện yếu người quá. Đang sống em ơi có hay không nhắc con 260 này mở hát nhỏ nhỏ được, mở lớn là nó ngắt. Nói chung là điện yếu mà xét như vậy là tương đối ổn. Anh ấn xoay cái nút này, cái nút này là mình có xoay được này. Đấy, mình xoay về kênh từ kênh số 1 cho đến số 5 đây này. Anh ấn mua rượu một cái. Đấy, nó đang loading, khi nào nó đang chỉ trong loading này. Đấy, khi nào nó ra chữ custom này là mình sử dụng hát được bình thường. Hello mọi người. Sau khi vật lộn cả một buổi chiều là bây giờ em nó đã hoàn thiện. Đã đưa vô nhà luôn cho anh khách rồi ha. Thì nói chung là bây giờ là cũng trễ lắm rồi ha mọi người, 8 giờ tối rồi. Thì toàn bộ là quá trình nâng cấp, setup và thay thế thiết bị đã hoàn chỉnh. Tuy điện hơi yếu một chút xíu nhưng mà vẫn có thể test được. Đó, thì một lần nữa thì Huy xin cảm ơn mọi người rất là nhiều đã theo dõi video của Huy nha.